Thầy giáo hành hung chấn thương học sinh lớp 3 Bắt giữ giang hồ long tròn và hiệp máu trong đường dây buôn bán ma túy Tạm giữ hình sự nam sinh thông chốt tông cảnh sát giao thông chạm thường Gia cảnh thanh niên sống sót sau 9 ngày bị lũ cuốn trôi Tìm thấy ba anh em ruột mất tích ở Ninh Bình Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian qua đã có nhiều sự việc thầy cô giáo có hành động không chuẩn mực trong môi trường sư phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần học sinh. Mới đây, sự việc tương tự xảy ra tại trường tiểu học Quang Trung, Đắk Lắk. Một thầy giáo đã chút đòn học sinh lớp 3 khiến em này bị tổn thương. Nắm được sự việc, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Cư Mờ Ga cho biết đang tiến hành các bước xử lý nam giáo viên để làm rõ hành vi này. Trước đó, ngày 24 tháng 9, ông Trịnh Võ Danh, phụ huynh em Trịnh Vĩnh Ca, hiện đang là học sinh lớp 3B, trường tiểu học Quang Trung, huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, phản ánh cháu Ca đi học về có biểu hiện mệt mỏi và nói đau nhức. Ông danh gặng hỏi thì cháu kể bị thầy giáo dạy môn tiếng Anh chút đòn khi đang can ngăn hai bạn trong lớp gây gổ với nhau. Ông danh cho biết thêm cháu Ca được giao nhiệm vụ quản lớp và thầy giáo có hành vi gây thương tích cho cháu tên là Minh. Sau khi cháu Ca về nhà kể lại sự việc, gia đình đã đưa cháu đến trung tâm y tế huyện Cư Mờ Ga để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm. Cháu bé hiện vẫn còn hoảng sợ mỗi khi nhắc đến thầy Minh. Qua nắm thông tin sự việc, ông Nguyễn Tự Do, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Cư Mờ Ga cho biết, sáng ngày 25 tháng 9, lãnh đạo phòng đã trực tiếp đến trường vào lớp để chấn an và động viên các cháu. Hiện tinh thần cháu đã ổn định và đi học bình thường. Về phía thầy Minh, qua trao đổi, thầy giáo này cho biết, trong tiết học, em ca có hành vi lấy thước chút đòn bạn. Khi thấy sự việc trên, thầy Minh tạm dừng tiết dạy và dùng thước nhựa dẻo đánh vào phần bả vai của ca mà không rõ hỏi nguyên nhân. Sau đó thầy mới hỏi lý do vì sao lại đánh bạn trong giờ học thì được biết ca là tổ trưởng được cô chủ nhiệm phân công theo dõi, ghi chép và báo cáo những bạn vi phạm nội quy trong tuần vào tiết sinh hoạt lớp. Sau sự việc ca vẫn tham gia học hết tiết 4 và xung phong lên bảng làm bài bình thường. Tan học về đến cổng nhà, ca khóc và nói với gia đình việc bị thầy tác động vật lý trong tiết học tiếng Anh. Phụ huynh kiểm tra trên vai thấy có vết thước nên rất bức xúc và lo lắng. Ông danh kể, tôi đã cho cháu đi học lại vì buổi sáng Đáng không có môn tiếng anh của thầy minh phía gia đình cũng đã báo cáo vụ việc cho chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường gia đình mong cơ quan chức năng sớm xác minh xử lý theo quy định để con tôi yên tâm học tập hiện thầy minh đã thừa nhận sai khi có hành động không đúng với học sinh và mong gia đình cháu bé tha lỗi để thầy rút kinh nghiệm lãnh đạo nhà trường cùng các đoàn thể giáo viên và thầy minh cũng đã đến nhà học sinh ca để xin lỗi em cùng gia đình đơn vị sẽ phối hợp để xử lý sự việc theo quy định để những sự việc tương tự không xảy ra Ngày 25 tháng 9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ đối tượng cầm đầu Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu và Nguyễn Hải Long, tức Long Tròn. Khám xét chỗ ở của hai đối tượng, Công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn. Theo đó, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá chuyên án tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng, đường dây do Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu, sinh năm 1989 cầm đầu. Đỗ Hoàng Hiệp là đối tượng hình sự giang hồ cộm cán, đã có một tiền án về tội giết người. Ngoài Hiệp Máu, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 7 bị can, gồm Lê Quang Hoàn, tức Hoàn Gấu, 31 tuổi, Phạm Thị Yến, 26 tuổi, Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương Mạch, 38 tuổi, Nguyễn Hải Long, tức Long Tròn, Long Máy Chém, 55 tuổi, Đặng Mỹ Vân, 29 tuổi, Nguyễn Anh Duy, 28 tuổi, Phạm Bá Đại, 30 tuổi. Đáng chú ý, trong số các đối tượng trên, Long Tròn là đối tượng hình sự cộ cán trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã có 7 tiền án về các tội, giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nổi lên một nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp hoạt động liên tỉnh. Chỉ sau một thời gian ngắn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa, Công an phường Đông Sơn bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Yến đang tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 1,882 gam ma túy. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long, qua đó đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn. Quá trình điều tra bước đầu xác định đây là đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộng cán. Trong đó Hiệp là cầm đầu, chỉ đạo Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như ketamin, thuốc lắc, Nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội, sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm đối tượng của hiệp máu hoàn gấu để sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra mở rộng. Mới đây, nam sinh Đinh Tiến Minh không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao rồi tông trúng một cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Dương. Với hành vi này, nam sinh đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, trưa ngày 25 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự Đinh Tiến Minh, sinh năm 2007, là học sinh lớp 12H, trường Trung học phổ thông Thành Đông để điều tra bước đầu xác định tối 24 tháng 9, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với lực lượng 151, công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thực hiện lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Thanh Niên, phường Hải Tân, đoạn gần siêu thị Điện Máy HC. Đến vào khoảng 20h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Đinh Tiến Minh đi xe máy mang biển số 34B481365 không đội mũ bảo hiểm đi đến với tốc độ cao. Thế vậy, ba chiến sĩ trong tổ công tác đứng ở ba vị trí khác nhau, lập lượt ra tín hiệu dừng xe đối với mình. Tuy nhiên, mình liên tục không chấp hành. mà tăng ga, phóng xe bỏ chạy rồi đâm xe vào thiếu tá Nguyễn Hồng Khu thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự, khiến anh Khu ngã xuống đường. Hậu quả thiếu tá Khu bị gãy xương, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng mình bị thương chảy xước. Sau khi xảy ra vụ việc, mình đã bị lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tạm giữ đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra tại cơ quan công an minh khai do không có giấy phép lái xe không đội mũ bảo hiểm sợ bị lực lượng chức năng xử lý nên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe bỏ chạy hiện vụ việc đang được công an thành phố hải dương tiếp tục điều tra làm rõ Liên quan đến vụ việc phụ huynh lùi xe bất cần tông tử vong một học sinh trong sân trường ở Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, mới đây lãnh đạo công an huyện Krông Búc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lường Văn Nghiêm, 32 tuổi, để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 16 tháng 9, ông Nghiêm dùng xe bán tải chở con đi học tại trường phổ thông dân tộc Bán Chú, tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Xin. Khi tới trường, do trời mưa nên ông Nghiêm chạy xe vào tận sân trường để đưa con vào lớp học. Sau đó ông Nghiêm lùi xe lại để quay đầu ra về, thì tâm trúng ba em học sinh đang đi bộ phía sau xe. Vụ việc khiến em HNAM, học sinh lớp 2, không may bị xe cán tử vong. Hai học sinh khác ngã ra, bị bị xây sức nhẹ. Vụ việc thương tâm xảy ra quá đỗi bất ngờ do hoàn cảnh của gia đình em HNAM hết sức khó khăn nên chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân đã chung tay lo hậu sự. Lý giải về việc xe ô tô chạy trong sân trường, ông Lưu Đức Dũng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù trời mưa hay trời nắng thì phụ huynh cũng không được chạy xe vào trường. Tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc, bảo vệ nhà trường vừa ra phía sau khu tập thể nhà trường bơm nước và phụ huynh đã lái xe vào trường, dẫn đến vụ việc thương tâm. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra và làm rõ, những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Sự việc một thanh niên ở Gia Lai sống sót sau 9 ngày bị lũ cuốn trôi được xem là một kỳ tích chia sẻ về quá trình chống chọi vượt qua những cơn mưa lớn nước chảy xiết nam thanh niên này cho biết đã nhịn đói chịu rét và đôi lúc nghĩ sẽ bỏ mạng lại giữa dòng sông ayun nhưng trong khốn cảnh nghị lực sống đã giúp anh vượt qua cửa tử được biết gia đình thanh niên trong diện khó khăn Cụ thể, sáng 25 tháng 9, anh Phan Minh Thắng, 20 tuổi, chú xã Crang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết sức khỏe đã tạm ổn sau khi được giải cứu. Thanh niên hốc hát tiêu tụy này đã trải qua 9 ngày kinh hoàng khi mắc kẹt giữa sông A Duyên trong cơn lũ lớn trong phòng bệnh tại trung tâm y tế huyện mang giang gia lai anh thắng tiêu tụy theo thao ngay cả việc ngồi dậy uống thuốc cũng phải nhờ người thân giúp đỡ vì thân thể quá suy kiệt dù cơ thể suy yếu trông không còn sức sống nhưng ánh mắt của thắng ánh lên niềm vui vì đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách kỳ tích chàng thanh niên khó nhọc kể lại khoảnh khắc gặp nạn và chín ngày cầm cự giữa sự sống và cái chết giữa lòng sông dữ Trưa 16 tháng 9, em đi làm ở quán cà phê ở xã Đắc Ri Về thì thấy một số người dân câu cá ngoài bãi bồi giữa sông Ayun gần cầu Lơ Thấy vui vui nên đã lội ra bãi bồi ngồi chơi xem câu cá. Mới đi làm về thấy hơi mệt nên em nằm xuống bãi bồi giữa sông và ngủ quên. Đến chiều em tỉnh dậy thì thấy nước sông đã lên cao do lũ đổ về. Lúc này em nhìn về phía bờ thì không còn đi được nữa do nước đục ngầu chảy xiết, em không dám vượt sông vào bờ. Đến tối dòng nước tiếp tục dâng cao, lúc này không cầm cự được nữa, thế là nước cuốn trôi một đoạn. Trong đêm tối loạn trọng em bám được những cành cây giữa dòng. May cái cây lớn, cành nhiều nên em trụ lại đây. Thằng yếu ớt nhớ lại lúc chờ người cứu. Ngày nào em cũng ngóng ra ngoài xem có ai không. Xung quanh hoang vắng và chỉ có nước lũ. Nước chảy mạnh như thác nên kêu gào khàn cao cổ không thấy ai đáp lại. Mấy ngày liên tiếp không có ai. Đói, rét và dầm chân trong nước lạnh suốt mấy ngày. Em sợ lắm. Có lúc nghĩ sẽ bỏ mạng. Nhưng đôi lúc nghĩ, cố gắng lên. May ra có người cứu. Thế là cứ vục nước suối và cầm cự. May mắn thay, nghị lực của Thắng đã được đắp lại khi chiều ngày 24 tháng 9, có người nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu, yếu ớt phát ra từ bụi cây giữa sông Arin. Người này đứng gần đó hỏi thăm, sau đó tức tốc chạy về trình báo công an xã Đắc -tri Rang. Trong khoảng vài chục phút sau, công an xã Đắc -tri Rang tiếp cận khu vực gần nơi thanh niên bị mắc kẹt. Sau đó lực lượng công an, dân quân đã dùng dây thừng cử người bơi qua sông, mang dây và áo phao giải cứu. Khi được đưa vào vị trí an toàn, Thắng chỉ còn thều thào, ánh mắt vô hồn, thân hình tiêu tụy, sức khỏe suy kiệt đến mức chàng thanh niên này không còn đủ sức để nói chuyện. Anh Nguyễn Trung Hiếu, anh rể của Thắng cho biết, Thắng có hoàn cảnh rất đáng thương. Thắng mất mẹ năm 10 tuổi, sau đó bố bỏ đi đâu không rõ đã nhiều năm. Bao năm nay, Thắng thôi thủi một mình, sống cùng với chị họ là vợ anh Hiếu. Mấy năm nay, Thắng đi làm tại quán cà phê trong vùng để kiếm sống, tự nuôi bản thân. Đến chiều tối qua, khi nghe lực lượng chức năng báo tin đã tìm thấy Thắng bị mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày, người thân của em mừng phát khóc. Họ không nghĩ rằng em đã trải qua những ngày sinh tử một mình giữa dòng nước xiết lâu như vậy. Hiện nạn nhân đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, điều trị triệu chứng và nâng đỡ thể trạng dần dần. Tình hình mưa lũ đang hết sức phức tạp, người dân cần thận trọng khi đi qua những vùng sông nước, nguy cơ nước dâng cao rất dễ xảy ra. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sau 3 ngày mất tích, mới đây, gia đình của ba cháu bé ở Ninh Bình đã vỡ hòa trong niềm vui khi tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cùng Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương đã tìm được các cháu trong tình trạng khỏe mạnh. Theo đó, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an huyện Kim Sơn, quần chúng ở xã Kim Tân tiếp tục giả soát kỹ các ngõ ngách dọc tuyến đường nghi vấn nơi ba anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú, Trần Thủy Tiên và Trần Anh Tài mất tích. Đến khoảng 9 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9, tổ công tác phát hiện tại ngôi nhà hai tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1987 và chị Trịnh Thị Hương, sinh năm 1989 có tiếng động lớn trong nhà, bên ngoài khóa cửa. Lập tức, Tổ công tác tiếp cận gọi lớn thì nghe thấy có tiếng trẻ con bên trong. Quá trình xác minh nhanh cháu Tú nói vọng ra ngoài. Ngay sau đó ba cháu được đưa ra trong tình trạng an toàn khỏe mạnh. Theo cháu Trần Anh Tú, khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 9, cháu cùng hai em đi ra cổng chơi, thấy nhà bạn Nguyễn Duy Khánh, con trai chị Hương, sinh năm 2013 đang mở cửa nên Tú dẫn hai em vào trong nhà chơi. Lúc này Khánh không có trong nhà vì đã đạp xe sang nhà bà ngoại. Tú dắt hai em lên tầng trên chơi, xem điện thoại do nhà có wifi. Đến buổi trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dựa sinh năm 1962, mẹ chồng chị Hương, nhà ở gần bên sang nhà khóa cửa cho con. Thấy bà dựa sang, Tú cùng các em trốn lên tầng 2, sau đó ba cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem điện thoại. Do về nhà sợ bà và bố mắng nên ba cháu vẫn ở nhà cháu Khánh đến khi cơ quan công an phát hiện. Được các đồng chí công an giao lại con, anh Trần Văn Tuấn sinh năm 1985 ôm chặt các con vào lòng, nở nụ cười tươi trong niềm hạnh phúc thay mặt gia đình. Anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, cán bộ phòng cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương đã hỗ trợ tìm các cháu. Như trước đó đưa tin, ngày 22 tháng 9, anh Tuấn đến Công an xã Kim Tân để trình báo về việc bà con của anh bị mất tích. Cả ba cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9 giờ cùng ngày chưa về. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn, Công an xã Kim Tân và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hơn 100 người tham gia tìm kiếm trong đó đã tập trung tìm kiếm tại các khu vực ao hồ mương, sông ngòi gần gia đình. Được biết, ba cháu nhỏ đều đang học các trường học trên địa bàn xã Kim Tân. Hai vợ chồng anh Tuấn đã ly hôn từ lâu, các cháu ở với bố và ông bà nội. Buổi trưa khi đến giờ ăn cơm không thấy các con, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy. May mắn thay, nay ba cháu đã trở về an toàn. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Công an phường Vĩnh Tân nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một cháu bé được đặt trong thùng xốp thải trôi sông nên đã lập tức cứu vớt cháu bé lên bờ. Qua tìm hiểu được biết, do gia đình khó khăn mà cháu bé khi mới sinh được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nặng nên người mẹ đã nghĩ quẩn dẫn tới hành động dại dột. Liên quan đến vụ việc, ngày 25 tháng 9, lãnh đạo phường Vinh Tân, thành phố Vinh Nghệ An cho biết, cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An theo hình thức miễn phí. Riêng người mẹ và bà ngoại sau khi làm việc với công an đã được cho về để chăm sóc con. Qua xác minh ban đầu cho thấy, người mẹ có hành vi bỏ con trong thùng xốp rồi thả trôi sông là chị P, chú tại Hưng Nguyên Nghệ An, cháu bé là con trai mới sinh 4 ngày tuổi. Làm việc với cơ quan công an, chị P khai do hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con ra được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nền, bệnh nặng và nhận thấy khó có khả năng nuôi con, nên chiều ngày 24 tháng 9, chị P đã xin cho con ra viện. Khoảng 16 giờ cùng ngày, P chở bà ngoại bế theo cháu đi ra chợ Vinh, mua một thùng xốp rồi đi về phía sông Vinh. Khi đến khu vực bãi sông, cách cầu Tùng Binh khoảng 20 mét, P nói mẹ ngồi trên xe, còn P mang theo con và thùng xốp xuống mép sông Tại đây, T đặt con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông. Lúc này một người dân chèo thuyền trên sông phát hiện nên đã đi đến cứu vớt cháu bé lên bờ. Lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết, người mẹ khai nhà thuộc diện khó khăn, con bệnh tật, lo không nuôi được nên nghĩ quần. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Qua thăm khám ban đầu cho thấy, cháu bé nặng khoảng 2,3 kg, bị bệnh vàng da. Kiểm tra bên ngoài không có biểu hiện tổn thương ngoài da, các chức năng sống bình thường. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Pê và con đã được đưa đến bệnh viện sản nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị. Hiện công an phường Vinh Tân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, liên quan đến vụ trọng án sát hại, phi tang ác khôi trẻ tuổi xuống sông Hồng, từng gây rúng động dư luận vào khoảng tháng 10 năm 2023. Ngày 25 tháng 9, theo dự kiến, phiên xét xử sơ thẩm đối tượng Tạ Duy Khanh sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, do sự vắng mặt của đại diện bị hại, nên phiên tòa tạm hoãn. Trước đó, theo lời khai của Khanh, đối tượng không hề có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân như đồn đoán. Nguyên nhân khiến Khanh ra tay với cô gái trẻ là vì món nợ đã đòi nhiều năm nhưng bất thành. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Tạ Duy Khanh, 39 tuổi, về tội giết người, cướp tài sản. Buổi sáng cùng ngày, lực lượng dẫn giải đưa bị cáo vào phòng xử án. Khanh nhìn ra hơn nhiều so với ảnh trên mạng xã hội. Trong khi chờ hội đồng xét xử vào làm việc, có vợ của Khanh tới. Khanh ngoái lại phía sau phân bua với vợ, không có tình cảm trai gái với cô gái xấu xố trong vụ án. Đến 9 giờ 10 phút, chủ tọa cho hay, đại diện bị hại vắng mặt. Đây là vụ án nghiêm trọng nên cần có sự có mặt của họ. Do đó, tòa hoãn đến sáng 30 tháng 9 tới. Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách tại địa bàn thành phố Hà Nội. Qua công việc, Khanh quen biết nạn nhân và được cô gái này giới thiệu sinh năm 2000. Thực tế, cô gái này sinh năm 2006. Quá trình quen biết, Khanh nhiều lần môi giới, giới thiệu cho người này đi tiếp rượu với khách hàng với giá 2 triệu đồng một lần, 4 tiếng, và bị cáo được hưởng tiền 25% số tiền khách trả cho cô gái này. Khoảng tháng 4 năm 2022, Khanh cho nạn nhân vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng một triệu một ngày, tương đương 73% một năm. Tính đến cuối năm 2022, chị này trả cho bị cáo tổng cộng 5 triệu đồng cả gốc và lãi. Nhiều lần đòi không được nên với mục đích gặp đòi nợ, chiều mùng 10 tháng 10 năm 2023, Khanh gọi điện thoại cho nạn nhân, nói dối có khách muốn gặp và cô gái này tưởng thật nên đồng ý. Khoảng 17 giờ 35 cùng ngày, cô gái đi taxi đến nhà Khanh ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, Khanh rủ cô gái đi ăn tối cùng một người đàn ông. Đêm cùng ngày, Khanh và nạn nhân đón taxi về nhà anh ta để gặp khách. Xong thực tế khi về tới nơi, bị cáo bắt đầu đòi số tiền gốc là 57 triệu đồng. Cô gái nói chưa có tiền trả và tháo một chiếc nhẫn đang đeo ở tay đưa trước cho Khanh để xác nhận cho việc trả nợ. Khanh không đồng ý mà yêu cầu chị này phải viết giấy nợ, phải để lại thẻ căn cước công dân để làm tin, xong không được đồng ý cho rằng cô gái có tiền nhưng không trả bị cáo đạp khiến nạn nhân ngã và bị ngất xỉu nằm dưới sàn nhà gã kéo nạn nhân vào phòng vệ sinh xịt nước vào mặt nhưng cô gái không tỉnh gã bỏ mặc cô gái trẻ và ra ngoài phòng khách ngồi uống nước lát sau nạn nhân tỉnh dậy và la hét khanh cầm hung khí đe dọa nạn nhân im lặng tuy nhiên thấy cô gái vẫn la hét nên đối tượng đã tấn công khiến nạn nhân tử vong sau đó Khanh tháo chiếc túi sách màu nâu của chị này đang đeo trên người, lục soát kiểm tra, thấy bên trong có một số đồ vật. Lúc này, Khanh nảy sinh ý định, mang nạn nhân ra sông Hồng Vứt. Khanh nhét nạn nhân vào thùng xốp, gọi xe taxi đến đón với mục đích mang đi phi tang. Đến 1 giờ 40 ngày 11 tháng 10 năm 2023, nói dối thùng xốp đựng ổi, Khanh được tài xế vụ bê để vào trong taxi. Sau hai lần đi lòng vòng tìm nơi vứt thùng xốp, Khanh điều tài xế về khu vực cầu thang dẫn xuống sông Hồng, thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Phi tang nạn nhân xong, gã đi xe máy vứt hai chiếc điện thoại của cô gái xuống sông Hồng ở khu vực cầu Thanh Trì, chiều tối 11 tháng 10 năm 2023. Lo sợ bị mọi người phát hiện, khanh tới hiện trường dùng chăn quấn một phần cơ thể nạn nhân lại, lấy xi măng trộn phía ngoài chăn. Trưa 13 tháng 10 năm 2023, một người đàn ông phát hiện ra một số bộ phận nghi là của người nên trình báo công an. Đến ngày 16 tháng 10 năm 2023, Khanh bị bắt giữ. Ngày 24 tháng 9, người dân bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ có hành vi thả thứ gì đó xuống thùng xốp rồi đẩy ra giữa dòng sông. Ngay lập tức, một số ngư dân đã phát hiện và vớt chiếc thùng xốp khả nghi lên. Thứ nằm trong thùng lại là một đứa bé còn đỏ hòn khiến ai nấy không khỏi xót xa. Ngày 24 tháng 9, ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, công an phường này đang làm rõ sự việc một người mẹ để con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ để một cháu bé vào thùng xốp, thả trôi trên sông Vinh. Thời điểm đó, một số người dân phát hiện sự việc đã trèo thuyền đến, đưa cháu bé lên bờ an toàn nhận được tin báo công an phường vinh tân đã đến hiện trường để làm rõ sự việc người mẹ sau đó được đưa về trụ sở công an cháu bé đã được đưa đến bệnh viện sản nhi nghệ an để kiểm tra sức khỏe qua làm việc bước đầu cho thấy người mẹ này trú tại xã hưng nghĩa huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an chủ tịch phường vinh tân cho biết chiều hôm nay mẹ đưa cháu bé mới sinh từ bệnh viện sản nhi nghệ an về nhà khi đến khu vực sông Vinh, người mẹ đã để cháu bé vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông. Cháu bé sau đó được người dân đi thuyền phát hiện và cứu lên an toàn. Hiện cháu bé đã được đưa xuống bệnh viện sản Nhi Nghệ An, riêng người mẹ đang được công an làm việc. Vụ việc đang được công an phường Vinh Tân xác minh làm rõ. Thưa quý vị, theo kết luận điều tra mới nhất, Ông Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục đã nhận hối lộ tổng cộng gần 25 tỷ đồng từ lãnh đạo hai doanh nghiệp qua 10 lần. Sau khi nhận quà cảm ơn bạc tỷ, ông Thái đều cẩn thận cất tiền vào két sắt. Trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái về tội nhận hối lộ. Ông Thái bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát. Theo lời khai của ông Thái, hàng năm trước khi tiến hành mua sắm giấy in, Tô Mỹ Ngọc thường đến gặp ông để đề nghị hỗ trợ. Ông Thái đã đồng ý tạo điều kiện cho các công ty của Ngọc trúng các gói thầu cung cấp giấy in cho nhà xuất bản. Cụ thể, vào khoảng tháng 5, 6 năm 2017, Ngọc đã đến văn phòng của ông Thái để trình bày và hứa hẹn sẽ không quên ơn. Sau khi công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng 3 gói thầu vào năm 2017, vào sáng 14 tháng 12 năm 2017, Tô Mỹ Ngọc đã gặp ông Nguyễn Đức Thái tại phòng làm việc của nhà xuất bản giáo dục. Tại đây, Ngọc để lại một túi tiền bên cạnh bàn uống nước và nói Em có chút quà biếu cảm ơn anh đã giúp công ty trúng thầu, sang năm công ty mong anh giúp đỡ. Khi Ngọc ra về, ông Thái kiểm tra túi tiền, bên trong có 6 cọc, mỗi cọc chứa 10 thép, mỗi thép trị giá 50 triệu. Tổng cộng là 3 tỷ đồng, được bọc kín bằng giấy, Ông Thái sau đó đã cất số tiền này vào kết sắt trong phòng làm việc. Lần thứ hai, vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Ngọc tiếp tục đến gặp ông Thái để cảm ơn về việc giúp đỡ công ty. Trước khi ra về, Ngọc để lại túi tiền trị giá 4 tỷ đồng và ông Thái lại cất vào két sắt. Trong những năm tiếp theo, vào các dịp cuối năm 2019, 2020 và 2021, Ngọc đều biếu ông Thái 4 tỷ đồng mỗi lần và cũng cất số tiền này vào két sắt như trước. Theo kết luận điều tra, vào dịp Tết Nguyên đán từ năm 2018 đến 2022, Ngọc đã cảm ơn ông Thái 200 triệu đồng mỗi năm, tổng cộng 1 tỷ đồng với cùng một phương thức. Ngọc đến một mình mang theo gói quà Tết và sau khi trò chuyện xã giao sẽ đưa phong bì chứa tiền cho ông Thái. Tổng cộng, ông Thái đã nhận hối lộ 20 tỷ đồng từ Tô Mỹ Ngọc. Ngoài ra, ông Thái cũng nhiều lần nhận của Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát, tổng cộng 4,9 tỷ đồng từ năm 2017 đến năm 2020. Quý vị sau 2 tuần ăn ngủ cùng người dân thôn làng nổ, giúp đỡ bà con tìm kiếm người mất tích, ngày chia tay gần 400 cán bộ chiến sĩ trong đoàn 98 sư đoàn 316 quân khu 2 và bộ đội biên phòng đã đến, mặc dù vất vả nhưng tinh thần quân dân luôn nồng cháy, các chiến sĩ hết lòng vì phụng sự Tổ quốc. Giây phút chia tay, bộ đội rời thôn anh Hoàng Văn Thới, người cha mất đi năm người thân trong trận lũ quét đã không kìm được những giọt nước mắt có lẽ kể từ khi mất gia đình đến nay, anh mới có thể vỡ hòa trong cảm xúc của sự chia ly. Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn làng nổ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Chiều ngày 24 tháng 9, gần 400 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 98, sư đoàn 316 quân khu 2, và bộ đội biên phòng rút khỏi Lạng Nũ. Hàng trăm người dân thôn Lạng Nũ và xã Phúc Khánh đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để chia tay các cán bộ chiến sĩ bộ đội trước khi trở về đơn vị công tác. Hòa trong dòng người tiễn bộ đội rời làng, anh Hoàng Văn Thới, 32 tuổi, bật khóc ngẹn ngào. Thoát chết sau trận lũ quét kinh hoàng, anh Thới lại chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất mẹ già, vợ và ba con nhỏ. Cách đây hai ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé trai Hoàng Đức Lờ là con của anh Thới. Thi thể năm thành viên trong gia đình anh đã được các lực lượng tìm thấy. Giờ phút chia tay các cán bộ chiến sĩ bộ đội kết thúc nhiệm vụ, những giọt nước mắt của anh Thới đã rơi. Anh Thới chia sẻ, anh quá xúc động, không biết nói gì hơn. Cảm ơn các chiến sĩ đã vất vả, không quản ngại khó khăn tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong suốt hai tuần qua. Các cán bộ chiến sĩ đã giúp tôi tìm thấy đủ thi thể các thành viên trong gia đình tôi để tôi lo hậu sự cho mẹ, vợ và ba con tôi. Không chỉ tôi mà toàn thể người dân làng nổ chân thành cảm ơn, chúc cán bộ chiến sĩ mạnh khỏe công tác tốt. Về Phúc chia tay, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316, quân khu 2, đã thay mặt các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thôn làng nũ gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con làng nũ và những gia đình có người thân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn còn những nạn nhân chưa tìm thấy Ông Dũng khẳng định làng nổ sẽ mãi in sâu trong trái tim tiền thất và ký ức của cán bộ chiến sĩ của đơn vị và mong rằng các lực lượng ở địa phương tiếp tục tìm kiếm và cùng với người dân tái thiết bản làng sau lũ. Xúc động phát biểu trong ngày chia tay lực lượng quân đội, ông Hoàng Quốc Bảo, bí thư huyện ủy Bảo Yên cho biết, cán bộ chiến sĩ đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cù Hồ giữa thời bình. Ông Bảo khẳng định địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân làng nổ, tái thiết lại bản làng, xây dựng cuộc sống mới ổn định, ấm no và tươi đẹp. Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 chia sẻ trong ngày chia tay. Điều nối tiếc nhất với người lính chúng tôi là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy. Với tinh thần quả cảm không ngại khó khăn, vất vả, lực lượng quân đội đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn làng nũ và giúp nhân dân khắc phục hậu quả lụt quét. Tình cảm của các chiến sĩ, bộ đội được người dân làng nũ mãi khắc ghi trong lòng. Mưa lớn những ngày qua khiến sông lèn dân cao hơn 700 ngôi nhà ở xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung ngập sâu trong nước. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, để có thể bảo vệ tài sản một cách tối đa, người dân phải dừng lán tạm trên đê để nuôi gia súc. Theo đó, nước sông Lèn ở Thanh Hóa dâng cao đột ngột sau trận mưa lớn gây ngập úng nặng nề cho bà con tại xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung. Tại đây, hai thôn Chuế Cầu và Bình Lâm chịu ảnh hưởng nặng nề với tổng cộng 513 hộ dân bị nhấn chìm trong nước lũ. Ở thị trấn Hà Trung, tiểu khu Tương Lạc cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt khi hơn 200 hộ dân chìm sâu trong nước. Có nơi, mức nước lên tới 1,6 mét khiến nhiều gia đình phải sống trong cảnh cô lập hoàn toàn. Bà Đinh Thị Mai, 68 tuổi, cư dân tại tiểu khu Tương Lạc cho biết, đây là lần đầu tiên trong gần chục năm qua tôi mới thấy lục lớn như vậy. Nước dân từ sáng 23 tháng 9 và không ngừng lên trong buổi chiều. Chúng tôi phải nhờ anh em đến hỗ trợ kê đồ đạc lên cao, thậm chí không dám ngủ vì sợ nước tiếp tục lên. Theo bà Mai, dù tình hình rũ lục năm nay chưa đạt đỉnh như năm 2007 và 2017, nhưng mực nước đã cao hơn nhiều so với những năm gần đây. Hiện tại nước đã rút khoảng 20cm, gia đình bà đang bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Anh Lê Văn Dũng, 30 tuổi, tại thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn, lại gặp phải tình huống khẩn cấp khi nước dâng nhanh khiến anh không kịp trở tay. Để tránh thiệt hại, anh đã kịp thời chuyển đàn lợn hơn 30 con lên bờ đê và dựng láng tạm để nuôi chúng. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn chịu thiệt hại lớn khi hơn 30 con gà bị chết do nước lũ tràn vào. Anh Dũng lo lắng, chúng tôi phải nuôi lợn tạm trên đê hai ngày nay. Nước vẫn đang rút chậm, dự tính phải mất cả tuần mới rút hết. Đàn lợn hiện có nguy cơ ốm hoặc chết rất cao vì điều kiện chăn nuôi tạm bờ không chỉ gia đình anh dũng nhiều hộ dân tại thôn chuế cầu cũng đã đưa đồ đạc lên đê để trú tránh lũ và giảm thiểu thiệt hại Việc dựng lán tạm và di chuyển tài sản lên cao đã trở thành phương án tạm thời mà nhiều hộ gia đình tại đây phải áp dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung, ông Nguyễn Văn Long cho biết, ngay từ khi nắm bắt thông tin về tình hình xả lũ và dự báo mực nước sông lèn dần cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an và quân đội để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm từ sáng ngày 22 tháng 9. Ông Long chia sẻ, chúng tôi đã chủ động di dời người dân tài sản ra khỏi vùng ngập lụt ngay từ đầu và đảm bảo mọi người không phải chịu cảnh đói khổ. Sau khi nước rút, huyện đã có kế hoạch khắc phục hậu quả dọn dẹp vệ sinh để tránh nguy cơ phát sinh mầm bệnh. Hiện tại, các hộ dân tại Yến Sơn và Hà Trung vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi nước lũ rút chậm và có thể phải mất nhiều ngày nữa mới ổn định tình hình. Việc bảo vệ tài sản và chăn nuôi là một trong những ưu tiên hàng đầu của người dân trong lúc này nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn về việc triển khai dạy và học 5 ngày một tuần, nghỉ thứ bảy, chủ nhật với các trường học. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai dạy và học 5 ngày một tuần từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai dạy và học 5 ngày một tuần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch thời gian năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể việc triển khai dạy và học 5 ngày một tuần, đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung chương trình, nhiệm vụ năm học theo quy định. Tỉnh yêu cầu thanh tra kiểm tra việc triển khai thực hiện dạy và học 5 ngày một tuần, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc, vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Sau khi kết thúc năm học 2024-2025, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện dạy và học 5 ngày một tuần trên địa bàn. Ngoài tỉnh Lai Châu cho học sinh học 5 ngày một tuần, Hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cũng có văn bản về việc cho ý kiến dạy học 5 ngày trong tuần, nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật với học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hà Tĩnh từ năm học 2024-2025 theo đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ra soát, nghiên cứu kỹ, đảm bảo điều kiện khi triển khai. Đặc biệt phải đảm bảo thời lượng học tập theo quy định của phương trình giáo dục phổ thông hiện hành và phù hợp với thực tiễn xây dựng kế hoạch dạy học hai buổi một ngày trong các nhà trường khoa học, hợp lý khảo sát lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận. Cuối chương trình là thông tin về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong báo cáo mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, Việt Nam phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến đường sắt cao tốc này trong năm 2035. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đã cùng các bộ ban ngành tích cực nghiên cứu kinh nghiệm tham khảo mô hình từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức học tập kinh nghiệm tại 6 nước sở hữu và làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất đầu tư với chiều dài 1.541 km, quy mô đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km một giờ, bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội, đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Về công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, bộ kiến nghị lựa chọn công nghệ đường sắt chạy trên ray. Về lựa chọn tốc độ thiết kế, phía Bộ Giao thông Vận tải cho rằng tốc độ 350 km/h phù hợp với các tuyến dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10 năm 2024 đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2027, khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh Nha Trang năm 2028-2029 và phần đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết thêm, qua giả soát phương án đầu tư, Sơ bộ xác định tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đầu tư với chiều dài kết cấu 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất nên suất đầu tư dự án khoảng 43,69 triệu đô la Mỹ một km. Dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bổ trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án năm 2035, bổ trí vốn trong khoảng 12 năm. Tuyến đường sắt cao tốc này hứa hẹn sẽ mang nhiều hy vọng mới về giao thông nước ta. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.